Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện nay mình sẽ tiếp tục chơi cái trò chơi là Bowser Warriors phiên bản là 12.0 rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở khóa tiếp tục cái nhân vật. Đây là video thứ tư của mình về cái trò chơi này. Thì đây cái nhân vật mình đang trong đây thì mình đồng hình bài thì mình sẽ mở khóa cái nhân vật này. Các bạn thấy đó, giờ mở khóa rồi thì giờ mình sẽ nó. Hey, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chọn cái nhân vật để chiến đấu nè các bạn. Đây rồi, ok, bây giờ chọn nhân vật đây. Thì ở đây này là nó đây, nó chính là nó đây. Rồi bây giờ mình sẽ chọn đấu trước tiên là thằng Trinh này. Trinh là cái nhân vật mới và đây, ok. Tiếp tục nào. Trận chiến bắt đầu diễn ra rồi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái nhân vật này như thế nào ha. Vẫn là một cái nhân vật có một cái năng lượng vô hạn đó các bạn thấy là cái năng lượng của mình này nó không có bị mất, nó sẽ tự có luôn nè. Ô trời, và chỉ cần bắn ra hả, bắn liên tục được nè. Chia sao nữa hả, quá mạnh dữ hai nè, ba nè, ba nè, trời ơi, hi giờ bốn nè, bốn cú chưa sao nữa hả? Chưa cú nè. Wow, hay dạ, hay dạ, hay dạ, trời, mạnh dữ. Wow, thật kỳ lợi hại. Yeah, trời ơi mày, trời, chế gì lên sức mạnh lên này hả? Được lắm. Wow, đến làm gì? Ok, chết chưa, cái gì vậy đó, chưa cố thì cũng chả nhận ngày với mình đâu, cầm này mạnh lắm chứ, ok, để coi sao, dính đòn, dính đòn, máu còn tí nữa, máu đỏ, mày trời, trời ơi, khủng khiếp vậy. Tiêu cùng, tiêu cùng, tiêu cùng. Yeah, 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 nó đã chết rồi các bạn ơi, ok nha. Thank you.
Thank you.
Oh, my God.